One Piece Roblox khuyến mãi tưng bừng Tết 2023. Shop Roblox của thuyền trưởng Sàm Sói mới khai trương với vô vàn tài khoản VIP và vòng quay giải thưởng siêu to khổng lồ. Cùng ghé vô Sàm Sói Roblox nào anh em ơi, link ở phần mô tả nhá. Những cú bắp mẩn khả năng cao sẽ được nhắm vào các thành viên của băng ngũ rơm ở trong tương lai. Xin chào 500 thuyền viên của đại hạm đội Sàm Sói, lại là mình, thuyền trưởng Sói đây, và chúc anh em một ngày làm việc thật nhiều năng lượng và thật hiệu quả nhá. Với việc One Piece đã đặt chân đến những arc cuối cùng của bộ truyện, thì điều đó cũng có nghĩa là những nhân vật chính mà các fan yêu thích sắp phải đối đầu với những kẻ địch được đánh giá là vô cùng mạnh mẽ. Chính vì điều đó mà dường như tác giả Oda cũng đang tức tốc làm cho những nhân vật ở trong băng ngũ rơm mạnh hơn ngay ở trong ạ Wano. Những fan nâng cấp sức mạnh thần thánh của đôi cánh thiên thần của tứ hoàng Luffy là Zoro và Sanji khi lần lượt có nhiều skill mới cũng như là những trang bị chất lượng. Tuy nhiên, để tiến xa hơn trong việc tập trung vào một hai cá nhân chưa bao giờ được xem là hoàn hảo. Chắc chắn những thành viên còn lại của băng ngũ rơm cũng sẽ dần dần khai phá thêm cho bản thân những năng lực mới để xứng đáng trở thành thuyền viên của băng tứ hoàng chứ lại. Vậy thì liệu rằng những năng lực mới, hay nói chắn ra là tác giả Oda sẽ làm cách nào và bắt thêm cho các thuyền viên của vua hải tặc tương lai những gì để họ có thể sẵn sàng tiến bước vào khúc cua cuối cùng đây? Và cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay nha. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Một, Nico Robin, trái ác quỷ Haki. Người đầu tiên mình muốn đề cập đến ở trong danh sách này chính là tri đại Nico Robin, gần như là cuốn từ điển và là lá cờ đầu tiên trong việc chỉ dẫn để tìm ra One Piece. Vai trò của cô nàng đương nhiên là tối quan trọng, mặc dù tại trận chiến Wano, bác Oda cũng đã có sự tăng sức mạnh nhẹ nhẹ cho Robin ở trong trận chiến với Black Maria khi mà bản thể quỷ dữ ở trong cô đã xuất hiện. Nhưng mà quả thực ấy, chừng đó vẫn chưa nhằm nhò gì nếu như mà chúng ta đưa sang và có sự so sánh với các thuyền viên của các băng tứ hoàng khác, đặc biệt với người được xem như đối trọng tương lai của cô ở trong trận giao chiến không thể nào tránh khỏi giữa băng dâu đen và băng mù rơm, chính là Devon, người đang có năng lực của trái doan thần thoại hồ ly. Vì vậy với cá nhân mình, hiện tại sự thiếu của Robin chính là sức mạnh. Cô thì có thừa sự linh hoạt và đầu óc, giờ chỉ cần thêm đôi chút chất thép nữa ấy là hoàn hảo. Đương nhiên, thứ mình muốn đề cập ở đây chính là Haki vũ trang. Việc cô nàng có thể bắp nó kèm với năng lực trái ác quỷ của mình thì sức mạnh cũng như khả năng sẽ chẳng khác nào là trái Mochi của Katakuri đâu. Ngoài ra, Haki thì cũng sẽ giúp cho cô có thêm nhiều sát thương, gia tăng khả năng phòng thủ, thứ mà vốn không phải điểm mạnh của mình. Thêm một cách bắp nữa cho cô nàng, đó là dạo gần đây đã có rất nhiều giả thuyết nói về trái thần thoại ẩn mình dưới lớp vỏ của trái Paramecia, bắt nguồn từ trái Nika, cho nên rất nhiều người đang hy vọng về trái doan thần thoại tiếp theo ở trong băng ngũ rơm, model Bồ Tát. Vì cách thức Robin thi triển năng lực trái quỷ của mình rất giống với hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát, nếu một trong hai điều này xảy ra thì chị đại có thể sẽ được liệt vào những thuyền viên mạnh nhất ở trong băng luôn đấy. Thứ hai, Frankie và vũ khí bằng đá biển. Thợ đóng tàu của băng ngũ rơm dù không có nhiều đất diễn nhưng màn thể hiện của anh chàng ở Wano đúng là không tồi. Với sở thích nâng cấp cơ thể của mình bằng những thiết bị máy móc biến anh trở thành cyborg nên tiềm năng của anh chàng đúng là không giới hạn. Chủ yếu sẽ dựa nhiều vào sự sáng tạo của mình, nhưng loại vũ khí thậm chí là robot chiến đấu của anh chàng quả thực đã khiến nhiều người phải ấn tượng. Đã có những dò dỉ về hình ảnh Frankie sau này, trong đó có những thứ khiến mình phải thực sự lưu tâm. Đó chính là hình ảnh một Frankie hoàn toàn robot hóa ở tuổi 50 và một con tàu chiến khi ở độ tuổi 70. Được biết chiếc tàu chiến đó là do anh chàng dựa theo nguyên mẫu của con tàu Pluton, một trong 3 món vũ khí cổ đại. Từ những gợi ý này thì phải chăng Oda có thể sẽ bắp sức mạnh cho Frankie bằng cách anh chàng sẽ tự chế cơ thể của mình thành phiên bản sao chép của một trong 3 vũ khí cổ đại, đó có thể là Pluton chăng? Nghe cũng hay đấy nhưng mà hơi ảo, cho nên thứ hiện tại mình đang nghĩ khả thi hơn đó là Frankie có thể nâng cấp vũ khí chiến đấu của bản thân bằng đá biển.
Điều này chắc không còn quá xa lạ với anh em nào đã từng theo dõi bộ movie One Piece phim Z, nơi mà phản diện Z trang bị cho mình một cánh tay máy làm bằng đá biển, gây ra rất nhiều khó khăn cho người dùng trái ác quỷ. Vì là nâng cấp nên Franky hoàn toàn có thể ứng dụng nó lên một chi tiết hoặc là bộ phận nào đó trên cơ thể của mình chẳng hạn, như là hai cánh tay. Tuy nhiên có lẽ công nghệ làm ra được nó sẽ rất phức tạp và khó khăn, nhưng nó sẽ giúp anh chàng có lợi thế rất lớn và xóa nhòa khoảng cách về năng lực trái ác quỷ ở trong những trận chiến với các đối thủ ở trong tương lai. Thứ ba, Usopp, Haki quan sát thấu thị tương lai. Có lẽ việc mình liệt kê cả thánh Usopp ở đây thực sự là một sự thừa thãi, vì có lẽ không cần bắp thì với Haki Gió Vương hiện tại của ngài cũng đủ sức để ngang trình với Tứ Hoàng Buggy rồi. Vậy à, nó đồng nghĩa với việc trong băng mũ rơm vốn dĩ đã có cho mình hai Tứ Hoàng rồi. Nói vui một chút vậy thôi chứ quả thực tiềm năng của Usopp là điều chúng ta cũng không thể phủ nhận được. Vì đơn giản, anh mang gen của xạ thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Yasopp. Đã có nhiều đồn đoán rằng sau Zoro ở Wano, Sanji ở đảo bánh thì Elbaf sắp tới đây là nơi hợp lý nhất để Mark Oda bắp thêm sức mạnh cho xạ thủ chủ lực của băng mũ rơm. Vì dù gì, Usopp chắc chắn sẽ phải đại chiến với Van Auger ở trong trận chiến địch mệnh với băng dâu đen rồi. Xét về năng lực hiện tại, sự tiến bộ của anh chàng này là chưa thực sự đáng kể từ Admiralsa, không có bất cứ một cú bắp nào khác ngoài Haki quan sát. Vẫn chỉ đang ở mức tầm trung thôi. Trong chap mới nhất chúng ta cũng có thể thấy băng tóc đỏ đang ở Elbaf, và đương nhiên Yashop cũng đang ở đó. Rất có thể đây sẽ là nơi mà Usopp sẽ lĩnh hội được Haki quan sát cấp cao, giúp anh thấu thị được tương lai. Mình chưa rõ sẽ bắt như thế nào hay sẽ tự bộc phát, nhưng khả năng tác nhân lớn sẽ đến từ người cha của anh, Yashop cũng nên. Usopp thực sự có những loại vũ khí bắn tỉa cực kỳ độc đáo với đủ loại thực vật, hạt giống với năng lực khác nhau, khiến anh chàng với cá nhân mình đánh giá là khó lường hơn rất nhiều so với những xạ thủ dùng súng thông thường. Nhưng có một điều anh buộc phải có nếu muốn ngang trình với họ, đó thì chính là Haki quan sát cấp cao. Vì gần như nếu không có từ đó thì sẽ rất khó hay gần như không thể đánh bại được những xạ thủ top đầu. Hãy nhìn vào Van Auger, hắn vốn dĩ đã rất mạnh, nay còn có thêm trái dịch chuyển. Thì thử hỏi, Usopp mà không thành thục Haki quan sát cấp cao ấy, thì cơ hội nào dành cho thánh nữa đây cơ chứ? Thứ tư, Nami thuần hóa được Zeus. Nami có lẽ là nhân vật được coi như là nhân vật hậu cần cho cả băng. Cô quán xuyến chuyện tài chính và tinh thần cho các đồng đội. Việc bóc cho cô nàng khả năng cũng khá cần thiết, vì khi đến những khúc cua cuối cùng, việc cả băng đều có khả năng chiến đấu chí ít là tự bảo vệ bản thân, đều vô cùng cần thiết mà. Nami hiện tại thì đang sở hữu một trong những mối bảo bối của mẹ lớn trước đây, đó là Zeus, một đám mây thực sự là uy lực với linh hồn được thao túng vào trong. Nami thì đã phần nào thuần thục được nó, khiến nó lung lay tâm trí từ đảo bánh và thực sự nắm quyền kiểm soát tại Wano. Tuy nhiên, sự thành công của cô nàng mới đang chỉ dừng lại ở mức là hợp nhất giữa Zeus và cây gậy thời tiết của mình thôi, chứ chưa thể đi mây về gió như cái cách mà mẹ lớn tối ưu khả năng của nó. Big Mom cưỡi lên Zeus và dùng nó như một phương tiện di chuyển, tiếp cận hay thậm chí là giữ khoảng cách đối với mọi đối thủ. Sự ưu việt này sẽ thực sự tốt cho Nami khi mà cô nàng vốn dĩ cũng không phải một người có sức mạnh quá lớn. Việc di chuyển linh hoạt nhờ thú cưỡi sẽ là một lợi thế vô cùng lớn của cô. Với cá nhân mình thì việc cưỡi Zeus chắc sẽ chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi. Sẽ không lâu nữa đâu, cảnh tượng Nami đạp chân mây đầu qua bên cạnh các thành viên khác sẽ xảy ra mà thôi. 5. Brook thức tỉnh trái ác quỷ. Do thành viên trong băng sử dụng trái ác quỷ chỉ đếm trên đầu ngón tay, có lẽ Oda sẽ bắp tối đa khả năng của mình khi mà Luffy thức tỉnh, Robin thức tỉnh. Đương nhiên, Brook cũng sẽ là người phải thức tỉnh được trái ác quỷ trên con đường hỗ trợ Luffy trở thành vua hải tặc mà thôi. Như chúng ta đã biết, Brook đã khám phá ra sức mạnh thực sự của trái ác quỷ Yomi Yomi, thứ giúp ông tồn tại không phải các cơ bắp, cơ quan hay là xương mà chính là linh hồn của ông. Vì không giống như một số trái ác quỷ khác, khả năng của nó hầu như được tồn tại ở trong trái tim người dùng. Nhưng bản thân Brook thì không có trái tim, nên khả năng trái ác quỷ của ông được lưu trữ ở phần hồn,
và chính điều này đã mang đến cho Brook những khả năng vô cùng lớn mà người khác lại không có được. Và nhờ năng lực của trái ác quỷ, Brook có thể tách linh hồn ra khỏi thể xác của mình. Tuy nhiên, nó có một nhược điểm là khi linh hồn của ông lìa khỏi thể xác, cơ thể của ông sẽ không thể di chuyển hay hoạt động được, cần có ai đó vác cơ thể ấy theo và bảo vệ để nó không bị tổn hại. Và đây thì cũng chính là một hạn chế cực lớn mỗi khi mà Brook hành động. Vậy khi thức tỉnh được trái ác quỷ Yomi Yomi, có thể ông sẽ phá vỡ được sự trói buộc này. Giống như là sau khi mà chết, Brook đã giữ được linh hồn của mình cho đến khi mà ông tìm thấy cơ thể. Tôi tin rằng khi mà thức tỉnh, Brook có khả năng điều khiển được các vật thể khác bằng cách nhập linh hồn của mình vào bất cứ một người hoặc cả vật thể nào. Và nếu ông sở hữu khả năng bá đạo này thì có lẽ sẽ khó đối thủ nào chống lại được ông, kể cả là một tiếng hoàng. Bởi lẽ nếu như mà ông nhập vào một cơ thể đã sở hữu một trái ác quỷ thì bất kể người đó mạnh mẽ như thế nào thì cơ thể cũng sẽ bị nổ tung. Bởi vì một người chỉ có thể sở hữu một trái ác quỷ mà thôi, có lẽ là trừ Jordan ra. Đó là nếu bắp thì Oda sẽ bắp cỡ đó, thì Brook hoàn toàn có thể nhập vào bất cứ ai và sở hữu sức mạnh của người đó. Thì có thể cân cản Ngũ Lão Tinh cũng nên đấy chứ, hỗ trợ đắc lực quá trời cho Tứ Hoàng Luffy rồi đấy. 6. Zoro và Sanji, Haki vũ trang và Haki quan sát. Hai trợ thủ đắc lực đôi cánh vàng giúp Luffy chạm tới danh vị cao quý Tứ Hoàng. Mình sẽ không viết riêng từng người mà sẽ gộp chung họ lại vì cả hai gần như là không thể tách rời với nhau. Mặc dù qua từng áp, con cưng Zoro vẫn được bắp, hay là kể cả đứa con ghẻ Sanji cũng đã dần dần lấy lại được tình yêu thương của Oda mà thêm nếm không ít sức mạnh. Giờ đây thú thực kệ sức mạnh của cả hai đã hoàn toàn có thể đánh sòng phẳng với một đô đốc. Tuy nhiên, Oda chắc chắn sẽ không thỏa mãn đôi cánh. Dù đã vàng rồi thì Thánh vẫn sẽ cố gắng bắp để cho nó nạp thêm kim cương cho nó lấp lánh. Với Zoro, mình tin đó sẽ là Haki quan sát và cậu sẽ có được, hay nói đúng hơn là cậu đã có nhưng mà dưới hình thức đặc biệt, chính là con mắt luôn nhắm của cậu. Thực chất đây là con mắt có thể thấu thị tương lai, một trong những loại Haki mà Zoro đang thiếu. Và đương nhiên, việc khai mở nhãn lực này sẽ khiến cho anh đầu rêu của chúng ta lên trình. Khi mà nhìn trước được chuyển động kết hợp với kiếm pháp nữa thì đúng là bá cháy luôn các bạn ạ. Đây có thể cũng sẽ là cú bắp đủ lớn để anh có thể đường đường chính chính chiến đấu với Mỹ Hạnh hay Solo với một kẻ có năng lực tàng hình như là Shiryu nữa. Và sau Zoro, đương nhiên Sanji cũng sẽ được bắp Haki mà cậu đang thiếu, chính là Haki vũ trang cấp cao. Anh Sạn ấy vốn đã có cho mình Haki quan sát được đánh giá ngang ngửa với Luffy. Giờ đây sẽ thật tuyệt vời hơn nếu như mà anh Ba có thêm cho mình Haki vũ trang cấp cao, đe dọa được những đối thủ có sức mạnh Logia. Chẳng hạn như sau này phải đại chiến với các đô đốc hải quân chẳng hạn, thì anh Ba cũng chẳng ngán bố con thằng nào. Và trên đây là những thành viên ở trong băng sẽ nhận được cú bắp bẩn đến từ Oda ở trong hành trình tiếp theo của băng Muzan. Các bạn thấy sao về những sức mạnh mới này? Còn có ý tưởng nào khác cho những cú bắp nữa hay không nhở? Hãy để lại comment của các bạn dưới phần bình luận để chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục góc comment và bình luận của một bạn giấu tên Anh Soi ơi, tại sao băng tóc đỏ không ai ăn trái ác quỷ nhưng lại cướp trái Nika về thế ạ? Hay mục đích để cho Luffy ăn vậy anh? Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng mình nhá. Thực sự có rất nhiều giả thuyết cho việc Sanji để trái ác quỷ trước mặt Luffy. Nhưng chắc chắn một điều, Sanji không có ý định ăn hay để bất cứ một thủy thủ đoàn của mình ăn đâu. Có lẽ ông biết được rằng Nika sẽ tự chọn chủ nhân cho mình nên mới đi khắp nơi để tìm ra được người chọn đó mà thôi. Và tiếp theo là bình luận của bạn Thắng Đỗ. Tội nghiệp Chopper quá. Ừ thì cũng tội chủ tịch thật đấy, cơ mà anh em khỏi lo. Sắp tới còn tội cho mấy chú cảnh sát biển hơn cơ. Tầm này thú cưng của băng ngũ rơm, nó vả cho vỡ mồm, ở đó mà 100 belly à. Và cuối cùng là của bạn TBG14. Bài nhạc AD sử dụng tên là gì thế? Tên là Wait For Me bạn nhá.